Xin chào các bạn, trước mặt mình là chiếc Lick Honda ha, đời 2018 đến năm 2020. Thì dòng đời này thì nó có ổ khóa thông minh Smart Key ha, được kết hợp chống trộm chống cướp đó, Smart Key up nha quý vị nha. Khi các bạn lắp vô tính năng này, nó sẽ có tính năng chống cướp cho các bạn, và nó sẽ nhắc các bạn quên tắt chìa khóa nha, rất là thông minh luôn các bạn nha. Đó, thì bộ này nó có thêm tính năng là nhập mã cứu hộ khi các bạn bị mất remote và hết pin gì đó, các bạn có thể nhập trên đây và chạy được luôn ha, rất là ok luôn. Đây là Smart Key up nha quý vị. Đó, này của Vario và Lick thời chung ha. Rồi bây giờ lắp thêm, anh trai lắp thêm một bóng chiếu sáng Kenzo V8S nữa nha quý vị nha, chính hãng nha. Rồi đây bấm thắng mình luôn em, bấm thắng rồi đó là mình. Rồi mở đèn chiếu sáng nè các bạn, thấy không, tắt đèn chiếu sáng nè. Đó, đèn sáng rất là tốt luôn ha, nó đường nghe nó chống chói luôn vị nha, V8S đặc biệt là chống chói nha. Mở đèn nè vị, rồi mở pha nè. Đó, pha nè, bát xin nè, lắp thêm công tắc bát xin SH luôn vị, bát xin ban ngày luôn nè. Ồ, quá đã luôn ha, xin ban ngày được luôn ha. Rồi ok, đó là bóng V8S nha vị. Rồi bộ chống trộm chống cướp Smart Key up này lắp cho dòng xe Lick thì các bạn sẽ khi đang nổ máy nè, tính năng này rất là đặc biệt luôn nha. Ví dụ như đang nổ máy mà các chị em phụ nữ thường mua đồ ấy, xuống cửa hàng mua đồ trong cửa hàng tạp hóa đi mà quên tắt máy ha, quên tắt máy mà đi xa vô khoảng chừng 2 mét, nó tự động khi mà ăn trộm ăn cướp nó lên phóng lên xe mình đó, nó lấy xe mình nó chạy khi đang mở, dù cho mở khóa luôn vẫn không được nha quý vị nha, không được nha. Rồi đi xa mình luôn em, nó ví dụ như chị em phụ nữ cầm remote đi xa hơn 2 mét nè, tự động nó sẽ ngắt hết nguồn điện và hú còi ha, nó rất là thông minh luôn ha. Đó, rồi theo nó báo hiệu đèn xi nhan nữa đó, nó báo hiệu là có thể quay lại kịp, nhưng mà không quay lại thì nó sẽ tắt hết nguồn điện và hú còi các bạn ha. Đó, rồi đến gần đi em, cài mod đang đến gần nữa vì mod đang đến gần thì sẽ mở điện lại bình thường ha. Đây là tính năng chống cướp, rồi bấm thắng lên luôn. Khi bạn lưu thông ngoài đường mà gặp ăn cướp nó hành hung nó lấy xe các bạn thì các bạn chỉ cần cầm cái remote này đi xa tầm khoảng hơn 2 mét, tự động ngắt hết nguồn điện và hú còi các bạn nha. Đây là tính năng chống cướp của bộ chống cướp nâng cấp thêm bộ chống cướp Smart Key up như vậy nha. Rồi ok, đó là tính năng chống cướp. Thì thí dụ như các bạn mà bị mất cái remote này, các bạn có thể nhập mã trên đây được luôn. Mã số thì mỗi vị khách hàng đều đặt riêng nha quý vị nhé. Đó, rồi cảm ơn quý vị đã xem, có bạn nào làm xin liên hệ shop địa chỉ 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Số điện thoại là 0346669686 ha. Số điện thoại này mình có kết nối Zalo, các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm thì kết nối Zalo với mình ha. Rồi cái đèn Kenzo V8S là một loại đèn xài chân H4, sáng nhất nhì hiện tại luôn vị nha, không chói mắt người đi ngược lại, cho ra độ sáng cực kỳ tốt luôn ha. Nó hiện tại thì đang mở đèn đó vị, giờ nó xin tắt đèn, nó xin không nghe chói mắt bạn thấy không, tại vì nó có một cái len, nó có cái chụp chống chói vị nha. Ra mở đèn đó, không chói mắt, mở pha chói như vị đó, pha thấy chói ha. Rồi ok, tắt pha. Rồi bác xin, mình cầm remote đi xa đó bởi vì nó báo hiệu liền ha, rất thông minh ha. Rồi ok, bác xin ban ngày nữa quý vị. Rồi ok, cảm ơn quý vị đã xem, cảm ơn rất là nhiều.